Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2, 2023, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão. Thầy đang có mặt tại chùa Giai Lam, Hà Tĩnh. Đứng cạnh thầy hiện đây là Đại Đức Thích Tâm Lực, Sư Tăng chùa Hoằng Pháp. Quý thầy cử ra ngoài này trông nom ngôi chùa cũng như hướng dẫn các Phật tử ở địa phương tu học. Nhân dịp đầu năm mới thì cũng kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và Phật sự viên thành. Bây giờ xin Đại Đức hoan hỷ cho quý Phật tử biết về cái ngôi chùa của mình có từ lúc nào và khi về đây thì như thế nào, để cho quý Phật tử gần xa được biết A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử và nhân dân gần xa. Thì chúng con được sư phụ cũng như Tông Phong Tổ Đình Hoằng Pháp cử ra chùa Giai Lam để sinh hoạt và hướng dẫn đời sống tinh thần của bà con tu học. Thì ngôi chùa Giai Lam chúng ta có từ thời Hầu Lê năm 1428. Từ thời đấy thì trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, thì chùa chưa có sư. Đến năm 2009 thì trên tinh thần cầu sư thì ban hộ từ tại chùa Giai Lam vào trong chùa Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh thỉnh sư phụ trụ trì, lúc đấy là Hòa thượng Thích Chân Tín ra để mà sinh hoạt cũng như hướng dẫn phát triển đạo tràng chùa Giai Lam. Thì kể từ năm 2009 lúc đấy ra thì chùa Giai Lam chỉ là một mảnh đất 2 đến 3 sào, nhưng mà và một có mái một cái mái nhà tranh, và đời sống tinh thần lúc đó bà con Phật tử còn rất nhiều thiếu thốn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Hòa thượng ân sư nên chùa Giai Lam ngày càng thay da đổi thịt. Và chốc lát nữa thôi, sư phụ trụ trì và quý thầy sẽ hướng dẫn mọi người đi tham quan chùa Giai Lam một vòng. Giờ phút này mời quý vị cùng tham quan. Bên cạnh đấy thì chùa Giai Lam bây giờ có những hạng mục như công trình để mà đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân. Mỗi tháng đều có khóa tu niệm Phật một ngày, khóa tu thiếu nhi, và mỗi tối sám hối đều có mấy trăm Phật tử về tu tập. Thì kể từ năm 2009 đến nay thì diện tích đất được sư phụ hỗ trợ mở rộng ra, hiện tại chùa Giai Lam là 2,5 mẫu, diện tích rất rộng lớn để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt tu học của bà con nhân dân. Xin mời quý vị cùng vào chùa để tham quan. Ngô Phật kính bạch sư phụ, thì trước mặt mình là cái chánh điện. Thì chánh điện này trước khi mà về đây á thì chỉ là một cái mái nhà tranh và trên một mảnh đất rất là nhỏ, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của sư phụ hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất, thì hiện tại cơ sở chùa Giai Lam phát triển và nó là nằm trong top đầu của Hà Tĩnh hiện tại. Và chánh điện mình đây cũng như quỹ đất mình đây là một trong mảnh đất phải nói rất đẹp tại địa phận Hà Tĩnh, gần trung tâm thành phố. Cách từ đây vào thành phố là khoảng mấy cây số? Dạ, kính bạch sư phụ là cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh là 2,5 km. Ồ, vậy rất gần, dạ. Rất gần. Còn ra sân bay thì cỡ 57 cây. Và mà tương lai nếu mà dự trù ấy, thì nhà nước cũng làm cái sân bay ở trong Cẩm Cẩm Xuyên đây thì sẽ gần hơn nữa. Dạ. Thì dân Hà Tĩnh ở dân Kỳ Anh thì đi sân bay bên thành phố Đồng Khởi, còn ở dân ở khu vực miền Bắc sẽ đi sân bay Vinh. Nên ở mình ở giữa đây thì chắc là nếu nhu cầu phát triển thì chắc mình sẽ xây sân bay thì nằm ở giữa mình thôi, ở Cẩm Xuyên bên này. Ở đây lúc mà mình mới về hình như là có mấy sào đất. Mô Phật Bạch Phụ là tầm 2 đến 3 sào, chỉ là một cái gò đất thôi chủ. Đây gò đất trước mặt mình đã chủ, trước chân điện là một gò đất. Ở chỗ này gọi là cái cồn mỏ. Là xưa kia có một cái tích truyền rằng á là từ thời Hầu Lê á, có một ông đi dưới là ông đi bắt cá chủ. Thì ông bắt đâu mấy lần á không có cá, cứ mỗi lần như thế ông vớt lên á là được cái mỏ. 3 lần như thế ông có vớt ông dục. Sau này ông thấy cái điềm lạ quá, cái điềm gỡ quá, ông mới lấy cái mỏ đó ông đặt lên vùng đất cao nhất trên mảnh đất này. Thì kể từ đó thì ông cũng chuỗi có cá, và từ cái mỏ mà vớt lên bờ rồi á thì mỗi đêm dân làng đi ngang đây cứ nghe tiếng mỏ tụng niệm. Tương truyền rằng á cái ông làm nghề dùi cá đấy á, là một tướng của thời Lê, sau khi mà ông nhận ra chiến tranh sau cống hiến cho nhà nước xong á, cho vua chúa xong, ông về ông ẩn tu, ông tu tập. Thì cái tiền mỏ đó là giống như nói về truyền thuyết dân gian, thì nói về giống như Đức Phật cảm ứng để mà hộ trì người tu tập, nên hàng đêm nghe tiếng mõ như thế. Và tiếng mõ đấy nhiều người nghe lắm chú. Đây là cái tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát do công ty Hà Thành, chủ thành
hiến cúng. Chú là một Phật tử cũng rất là có tâm để mà lo ba vấn đề giấy tờ thủ tục sang lắp mặt bằng, mở rộng địa bàn cho chùa Dây Lam ạ. Mở rộng đất đai của cái ngôi chùa này là cũng nhờ sự giúp đỡ của trợ duyên của bác rất nhiều. Sáng nay con có mời bác về dự lễ. Hôm nay có sư phụ ra mời bác về dự lễ, không biết là có về không. Là cái tượng này cũng của cái bạch sư phụ, là cái tượng này cũng bên Bắc Thành hiến cúng. Hiến cúng với cái tượng bồn sứ nằm bên góc kia cũng là do bác hiến cúng luôn ạ. Trên này hồi xưa là có một cái chỗ họ cúng đất, là cái công ty họ cúng đất, nên lúc đó mình sang lấp đất chưa kịp cái sư phụ, nên lúc này các bạn hộ tử mới cho đổ đây để mà tiền cái mai mốt mà chỗ nó khuyết thiếu thì mình lấy. Múc đi mình đổ đi. Và sau khi mà chùa nó sang lấp rồi thì còn vẫn còn đống đất đây. Nên lúc đấy quý thầy sư phụ cử ra thì trồng cái đồi thông. Bây giờ nói chung tạo cái cảnh cũng được, cũng đẹp, có đồi thông cũng nên hay. Mọi người bà con về cứ lên đấy thắp hương. Trên này cũng sắp xếp một cái tượng Di Lặc. Là ngày Tết á, là người ta đưa ra điện Quan Âm lên điện Di Lặc rồi lên chánh điện để mà thắp hương, cũng tạo thêm một cái nơi tâm linh cho bà con Phật tử. Mời sư phụ lên cái đồi thông ạ. Đồi thông. Dạ, đồi thông An Lạc. Đồi thông An Lạc. Làm cái này cũng hay nè. Dạ. Nó có cái cây vịnh. Cái vịnh nhưng mà nó làm giống như giả. Giả gỗ mà sư phụ. Giả gỗ. Dạ. Đây cây sim mà sư phụ. Đây là cái đồi thông, là cây sim tạo cảnh giống gần gũi với thiên nhiên. Dạ Phật. Dạ, các bác khỏe ha. Dạ, dạ Phật. Dạ. Cái tượng Di Lặc này là từ lúc mà sư phụ về đây á, là chùa thỉnh về sư phụ. Nên một cái gì đó nó lưu dấu là giờ chùa phát triển rồi. Nhưng mà anh em chúng con cũng cố gắng giữ lại cái nét gì đấy của chùa hồi xưa. Vẫn còn những cái dấu tích mà lúc mà sư phụ mới đặt chân về á. Những cái tượng này lúc ban đầu là thời còn khó khăn. Vẫn còn thỉnh ba cái tượng bê tông, tượng xi măng để mà về. Thì hàng năm thì bà con cứ lên đây lễ Phật hàng ngày những dịp đầu năm mới thì lên rất là nhiều. Bạch sư phụ, bên kia con đang tính con làm một cái cầu đi qua chỗ gô đất kia. Bên kia con làm một cái nhà lục giác hay bát giác nữa. Đúng rồi. Dạ. Tôi để mấy bộ bàn ghế đấy ngồi cũng rất là đẹp. Đúng rồi. Dạ. Đây chỗ này mình đi vòng qua đây này chú. Đấy. Rồi qua kia làm cái cầu đi vượt qua nữa. Đó. Cái này đổ cái gì đây? Đổ xi măng để mà giữ cái cục đá lại. Làm cái cũng làm kiểu hay chứ. Làm cũng cái có cái ý. Dạ. Ở ngoài này những cái loại đá này là tự nhiên này rất là nhiều. Dạ. Và rất là đẹp. Dạ. Nó đá cũng thạch sụt, đang hóa thạch mà giống như nó chưa có giá trị thôi. Đây là mấy bóng đèn này, chiều 30 mấy đèn mua con mới gắn kịp. Thế hả? Dạ. Đây là cái vườn đất này, là cái đến mùa Tết á, là trước khi đi dỗ tổ á, là con cho bà con xới đất là cây hoa hồng viên tự động nó mọc xuống. Mọc xong đi dỗ tổ về á, là nhổ ra, trồng, quy hoạch lại. Này là trồng hết cái hồng ri này cũng đẹp, cả một cái vườn. Nhưng mà mình nên trồng thêm sao nháy, mấy cái dược đó, mà mấy cái loại mà nó dễ trồng. Dạ. Con đã đặt giống thực dược ngoài Ninh Bình về trồng nữa. Nhưng mà thực dược năm nay sương muối nhiều sụt nên nó không lên được, không có giống. Nên chỉ có được hai giống là hoa hướng dương và cái hồng ri này. Hướng dương thì nó bị gục, nó nặng á. Dạ. Nhưng mấy cái kia được. Dạ. Sau này hướng dương năm sau chắc con cũng chơi nữa. Mình chơi sao nháy đi. Dạ, sao nháy. Sao nháy, nếu sao nháy thì nó có nhiều. Dạ. Vàng có, dạ, hồng có. Nguyên một khu vực vàng, nguyên một khu vực hồng hay gì đó. Dạ. Thì nó sẽ đẹp. Dạ. Giờ hôm nay con mời sư phụ lên khu vực Đại Hùng Bảo Điện. Trên đấy là nơi mỗi tối sám hối và sư phụ cũng mấy trăm người về tu ạ. Dạ. Dạ. Như tối sám hối rằm 14 đây là cũng gần 300 Phật tử về sám hối. Lên. Dạ. Và sư phụ, cái chánh điện thì tượng Phật Bổn Sư ngồi ở giữa. Còn ngày trước là có Phật Dược Sư. Con cũng thờ giống Hoằng Pháp mình đơn giản, trên Bổn Sư dưới đạn xanh. Rồi là hôm nay không có Dược Sư thì Tây Phương Tam Thánh ở dưới là xong rồi. Cái lưới trên này con đang mua lại lưới inox luôn, không khác nó bị mục hết trơn rồi. Cái lưới inox để gắn cho chim khỏi vô chứ. Chim nhiều đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Nó bị mục hết trơn, cái lưới này lưới sắt. Lưới sắt rồi nó mục hết. Con mua lưới, con mua để kho rồi, con chưa rảnh để con gắn này. Cái này thuê 3-4 cái dàn giáo. Cho nhờ có thợ rồi luôn. Dạ. Cái này đúng ra là nó phải có đố cửa. Dạ.
Khi con về thì không con biết là cái gỗ này hồi xưa thầy làm bằng cái gỗ gì. Bạch sư phụ, cái dòng cái thông ấy, nó cũng không bị mốt mọt. Sợ nhất là mối mọt. Cái dòng này gọi là cái dòng của cái thông á, là cái giống đó, nên không bị mối mọt. Cái mối mọt là mệt á, ngày mai nó cứ mọt, nó cứ rớt xuống. Gỗ thì tốt, nó có cái chất gỗ, nó có chất dầu thông sư phụ, mối mọt không ăn được nó. Nên dưới đó giống như bạch sư phụ, giống như ai mà yếu chân lên được không chánh điện á, thì họ vẫn được nhận lọc dưới đấy. Đây là các ông bà tắc tinh tấn đại chùa bạch sư phụ. Mô Phật, con kính bạch sư phụ, thì ở trên là cái chánh điện để phục vụ nhu cầu tâm linh cho bà con nhân dân. Còn ở dưới này thì sư phụ một cái tâm rộng lượng rất lớn, hướng cái số lượng Phật tử về đông, nên sư phụ cho xây một cái giảng đường rất là hoành tráng. Dạ, bạch sư phụ. Dạ. Con tính anh trước cái sư phụ cũng ra con làm trên cho nó gọn, mà sư phụ về là con chuẩn bị dưới này cho nó trang nghiêm, nhìn nó Phật tử về đông á, có chỗ nó ngồi, chứ lỡ trên kia ngồi 300-400 nó chặt rồi, nên chuyển xuống đây ngồi nó thoải mái. Dạ, rộng rãi. Có tu mùa hè thì các em bé gái sẽ ngủ dưới này, mát mẻ, có quạt hết trơn, còn mùa các bé nam sẽ ngủ ở trên chánh điện. Dạ. Lên để một cái bảng đây là giảng đường ngộ chân tử. Dạ, dạ tâm nhật. Tâm nhật lên luật. Con dù con ở đây có mấy anh em nó hỗ trợ nên thiết kế gì con nhờ thầy luật với thầy nhật mình nhiều. Dạ. Mấy anh em con ra ngoài nhưng vẫn kết. Đúng rồi, mình quên đó. Dạ. Mấy cái giảng đường mình nên để như vậy để tôn vinh cái cái sư tổ của mình. Dạ. Có nào còn thầy Thành nữa. Dạ. Thầy Thành hoặc là thầy Hòa gì đó để nhắc mấy thầy. Dạ dạ. Này để mai mốt sắp tới con làm luôn, này nhanh mà. Mấy chú ở đây cùng con cháu đạo tràng á, họ cũng làm bên danh thiết kế rồi, nên về bán đồ nó nhanh. Bởi vì nhưng mà mua lần mà về đây chùa còn mưa lớn á, thì mình có những cái gian nhà gỗ này, họ về thôi tá túc trú mưa. Nhưng mà tuổi trẻ mình phải thiết kế nó thêm nữa. Dạ. Nhưng mà mình phải thêm cái mộc mạc rồi cái cổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, dạ. Chứ mình đừng làm tân quá, bởi vì cái này nó là cổ nè. Dạ. Nhìn cây gì đâu mà chống cái cây nó trật lắc. Nghĩa là làm móng không hộp. Nó trật móng. Không, nhưng mà vậy nó có cái hay của nó. Dạ. Nó cũ kỹ, cổ kính. Thì mình phải trang trí những cái gì á, nó cũng ọp ẹp, cũ kỹ. Dạ. Thì nó mới phù hợp. Chứ giờ tự nhiên mình đưa một cái hình hiện đại lên đây là đẹp theo cái thời này thì nó không đúng. Dạ. Nếu mà treo hình thì cũng phải treo lại cái hình nào mà cũ quá. Dạ. Cái khung cũ ha. Hình trắng đen. Trắng đen rồi bố trí như thế nào đó để cho nó phù hợp với cái nhà này. Nhà gỗ. Vì chứ người ta thích lắm. Dạ. Bởi vì nó là cổ mà. Đâu, xoay lại cái bối cảnh hồi xưa đó. Mình phải đưa kiếm mấy cái bàn, cái ghế, rồi đưa cái bàn ghế này chặt lắc rồi nè. Dạ. Đúng không? Lấy ba cái bàn gỗ hồi ghế xưa. Tre cũng được. Không. Mấy cái bàn cũ chỗ thì kính á, thì kính có bộ bàn ghế đó, nó nhiều cái bàn ghế cũ á. Cái đó chắc đi vô dân làng xin sư phụ xin mua gì cũng được. Dạ. Mua mấy cái chỗ đồ cổ đó. Dạ. Cái này là giống như mình quay là thập niên 90 sư phụ. Hồi xưa là nhà tranh vách đất, nhưng mà đất đấy còn lấy bằng là một xi măng tráp lại giá đất. Cái này Tết ta về chụp hình nhiều lắm, còn để chiếc xe đạp trước nữa. Đây đây, cái này nó tương đối là nhìn nó có cái gì cổ rồi. Ai đó dạy em thành chiếc xe đạp, chiếc xe máy qua trong dành ra đi thấy. Chiếc xe máy qua dành ra. Đây đấy hả? Đây. Cái này đó, nó phải như vậy đó. Mình phải đưa những cái gì mà nó cũ kỹ. Đây là cái bàn, cái tủ đó, đúng đó. Có chiếc xe đạp không để trước đây ai ngồi chiếc xe đạp chạy trên. Cái này là đúng nguyên đó. Dạ. Rồi kiếm mấy cái bàn, cái ghế ngày xưa đó. Dạ. Đó. Nó phù hợp. Dạ. Nhà như thế này, nhà cổ. Dạ. Gỗ, cây, rồi cái gì nó cũng là cũ kỹ hết à. Dạ. Bà sư phụ có câu thơ rất hay, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì mình vào chùa mình phải lưu giữ lại cái nét văn hóa người Việt mình. Cái đó mới hay. Thì vào chùa mình nhìn thấy những cái mô hình như thế này á, tự nhiên mình gợi nhớ lại những cái nét đẹp của ông bà tổ tiên mình hồi xưa. Mình lại càng yêu quê hương đất nước mình hơn. Đây. Dạ. Có cái cối giả gạo. Cối giả gạo. Cối xay gạo. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ đúng rồi. Đó. Đó. Ừ.
Hồi xưa giả lúa dạ, vậy đó hả? Dạ hồi xưa giả vậy. Bên này là giả, bên này là xoay. Đó. Rồi sắp được lúa rồi đó. Có mấy bà nó hồi xưa bà làm cái này tới mười mấy năm mà cứ suốt ngày giả như thế này. Không, cái này hay đó. Nó dạ. Nó còn lại những cái này. Dạ. Còn cái này xay lúa. Đó. Dạ. Thôi thôi chịu. Mệt chịu. Mệt rồi. Chứ cái ngói này là tốt lắm á. Dạ. Cái lợp nó đẹp, thờ với thầy Thanh về lợp đẹp chứ. Nên các chùa đấy toàn hỏi thờ đâu lợp. Họ về họ xin số điện thoại thờ. Hồi xưa là đổ móng làm trái đường ra ngoài này luôn rồi chứ. Dạ, làm trái đường đây. À, có đổ móng rồi vậy. Nhưng mà chắc phục trặc vấn đề tiền bạc cho nên không làm nữa. Dạ Phật. Dạ. Con thỉnh sổ vào cái khu nội viện ạ. Bữa là ghi chữ khu nội viện nhưng mà Tết con sửa là chữ An Nhiên. Cho người ta vào chụp hình xíu. Mai mốt xong Tết mình gửi xuống mình ghi là khu nội viện là. Cái này cũng gỗ hả? Gỗ mà chủ. Mấy xác nhà mà dân họ xây nhà xong mình đi xin về. Nó hơi dốc. Là cái nhà này đẹp chủ. Người ta vô đi chụp hình đông lắm. Ai mang áo dài hay vô chụp hình. Dạ. Rồi bây giờ nó cứ mấy cái mua mấy cái nhà cũ cũ này đâu có bao nhiêu tiền. Dạ. Giờ người ta cũng không có làm gì nè, nó cũng mục hết rồi. Cái nhà này cũng mục hết. Dạ. Cái gian nhà này dở nhất trong các gian nhà. Gỗ này dở nè, dạ. Gỗ này không tốt. Được có con cây trên này là cây này chắc này. Được cây này là ngang cây này chắc. Chứ cái này chắc vài năm nữa phải thay à, không lấy nó sập á. Dạ. Đây gió bạo quá đó chú. Gió thổi. Đây lồng đen mà gió thổi bay hết trơn. Này mất hết là giấy này rồi. Dạ. Dọ thôi rất hết. Mà nhà đưa mấy cái lu này vô nè, mấy nhà cũ nè. Lu này là hồi xưa người ta đừng gào, đừng nước. Mà giờ kiếm cũng khó nghe. Bạch sư phụ là khu này là phải nói là sư phụ rất là dày công trong vấn đề đầu tư xây dựng cái khu. Người ta cứ ngồi chơi đi, ta cứ ngồi. Dạ. Cái khu này là phải nói khi mà xây dựng mới xây dựng lên á, là phải nói là đứng đầu trong cái vấn đề cái khu tăng xá. Cửa nẻo làm bằng gỗ hết. Được mấy phòng ta? Dạ, mô Phật Bạch Sư Phụ được 5 phòng chư tăng ạ. 2 phòng khách và 5 phòng cư sĩ nam. Còn cư sĩ nữ thì ngủ ở cung phường. Là tổng là mười mấy phòng. Dạ, Bạch Sư Phụ là 11 phòng cả thầy. 11 phòng. Dạ, 11 phòng. Còn, nên là đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của chư tăng. Đây là Bạch Sư Phụ, đây là khu vực nhà bếp. Nhà bếp. Dạ, nhà bếp. Dạ. Nhà bếp thì cũng có phục vụ đầy đủ, suất ăn là 2-3 ngàn chư vẫn lo thoải mái. Ở đây nước máy nên mùa này thì sử dụng thoải mái, nhưng mùa hè đặc thù có mùa hè còn phải tích nước, phải xây mấy bồn tích nước để đáp ứng nhu cầu. Rồi sư phụ ghé thăm nhà bếp. Đi thăm nhà bếp chùa Vô Lam. Thăm nhà bếp đây. Đây là chiên. Dạ. Thiên. Thiên khổ qua. Dạ. Đây khu vực nấu nước, còn sơ chế là sơ chế ngoài này. Đằng sau này là rửa. Dạ. Rửa, thái rau sơ chế ngoài này sư phụ. Dạ. Đây bao nhiêu thỏa ước mơ gặp sư phụ với sư phụ về đây. Bạch sư phụ giờ mình đi qua bên cái diễn cổ nữa nè sư. Tới lúc sư phụ ra đây gầy dừng á thì các đạo tràng với các thầy lớn trước á sẽ dừng các tổ đạo tràng á, nên khi con về các tổ đạo tràng nó họ phục vụ rất là nhiệt tình, như tổ cắm hoa thì lắm qua họ về họ cắm hoa nhiệt tình lắm, rồi là tổ vệ sinh, rồi còn những cái đạo tràng ở các quận huyện khác họ vẫn về đây tu tập. Nhưng ở đây có một đạo tràng ở Kỳ Anh cách đây hơn 50 km mà thường có tu là họ thường bắt xe buýt lên để mà tu tập, rồi là chùa có công việc á họ bắt xe buýt lên họ làm chiều họ về, mà mỗi lần về mấy chục người sư phụ. Dạ. Như đợt này quý họ đăng ký quý tôi cũng cả 100 mấy người trong đợt này. Họ có tính tâm lớn như thế với sư phụ. Cái nhà này hồi xưa là đầu tiên xây để làm giảng đường, giảng đường mà giảng đường với chính điện. Dạ đúng rồi. Tạm. Bây giờ làm cái nhà linh. Dạ. Vẫn còn sử dụng hả? Dạ bánh. Nhà linh trong này cũng đông sư phụ. Nè cho các con nói theo thầy nha. Dạ. Khỏe. Các con nói theo thầy nè. Thầy chào các con. Nè con chào sư phụ đi 2, 3. Con chào sư phụ. Con chào sư phụ. Phật chào các con nha. Chào sư phụ lại một lần nữa. 2, 3. Con chào sư phụ. Giỏi quá, chào các con nha. Đây các cô Bạch sư phụ, đây là các cô giáo trường mầm non gần chùa mình luôn. Vâng. Dạ.
Đây là mấy lớp? 6 lớp luôn hả? Trời quá. Tuổi, còn đây là lớp các bạn 4 tuổi. 3 năm rưỡi, hơn gần 3 năm rưỡi rồi, gần 3 năm rưỡi rồi. Chạy cho nước mai. Giỏi quá ha. Con mấy tuổi rồi? Rồi. Rồi, chiều nay thầy đem bánh với là truyền tranh cho các con qua nha. Rồi, rồi thầy chào các con. À, các con chào sư phụ, nói đi, 2, 3. Chào sư phụ. Ồ, giỏi quá, chào các con. Bạn tìm nào ba đây, bạn tìm đi. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Này là khối 4 tuổi, còn khối 3 tuổi nữa. Bên mình 2 tuổi có nhận không? Dạ không nha. Là 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Mấy con có ăn bánh không? Đằng sau quay. Ăn bánh, ăn bánh. Ba xin này. Ồ, giỏi quá. Chào xin. Rồi. Rồi, nhận hạ giải ba xin nha. Rồi. Con ơi, con xin đây. Con xin sư phụ. Con có rồi, con có rồi. Đây. Hai tay. Con có chưa? Con xin sư phụ. Bạch sư phụ, đây là cái khu giảng đường và chánh điện. Mà trước kia khi mà chùa mình ra có mỗi cái mái nhà tranh á, chưa có nơi để mà sinh hoạt bà con Phật tử. Thì sư phụ cũng như quý thầy trước đã xây một cái nhà thiền chế, trong đó cũng làm cái giảng đường tu học, cùng sức chứa cùng 100-200 người Phật tử để đáp ứng nhu cầu lúc bấy giờ. Thì những lúc đấy thì Phật tử về quy Tam Bảo, thì cái danh sách hồi xưa mà tới 3.000 là lúc sư phụ về đây, và nó là nổi tiếng Hà Tĩnh luôn đấy. Và đây là cái tặng chữ đầu năm. Còn bên này thì con tặng lọc bên này. Đây con ngồi tặng lọc đây. Bà sư phụ, chùa mình có một cái diễn diễn cổ gọi là diễn ngọc. Cái giếng này á, hồi xưa tương truyền á, là cả làng về đây lấy nước để uống. Đây, tỉnh sư phụ coi đây nè. Cái này con mới đóng lại. Hồi xưa là cái giếng này là cả làng về đây lấy nước để uống. Và nó nước ở đây nấu nước chè rất là ngon. Nhưng mà sau cái nó bị nhiễm phèn, nên sau không sử dụng được nữa. Giờ mình xây lại để mà tượng trưng. Đây đây, hồi xưa là cái giếng nó nằm cái giếng, đây. Đây là cái dấu tích của cái giếng. Cái giếng cổ đấy, hồi xưa cái chùa, người ta nói cái mái chùa thì lúc nào có cái giếng rồi dân làng về cùng múc nước uống. Thì cái giếng này nổi tiếng nhất làng, nước rất là ngọt. Đặc biệt là những vị xuất gia, chúng ta phải học tập theo cái tinh thần của Ngài Phú Lâu Na, phải dấn thân vào những nơi khó khăn, những nơi mà Phật Pháp chưa đến, hoặc những nơi mà người dân chưa được tiếp cận Phật Pháp, để truyền bá Phật Pháp, đem lại lợi ích an lạc cho mọi người. Đó là cái bản hoài của người xuất gia. Và cả cuộc đời của thầy cũng cố gắng thực hiện chỉ có 4 chữ đó thôi. Thượng cầu hạ hóa, là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Mình có cầu thành Phật có nghĩa là phải có tu. Có tu thì mình mới có thể nói được người khác. Bản thân của thầy khuyên các vị giữ 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thầy trước nhất là phải giữ 5 giới này đã.
lúc đó mới nói được quý vị. Chứ bản thân thầy mà không giữ được năm giới thì làm sao nói quý vị được. Mà có nói thì quý vị có tin không? Cũng không tin. Và không có sức thuyết phục. Cho nên muốn hạ hóa chúng sinh thì phải là thượng cầu Phật đạo. Người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng phải tu học, giữ gìn giới luật. Sau đó thì mới đem những kinh nghiệm tu học của mình để hướng dẫn cho các Phật tử.